Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt 4 năm 2024. Lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt 4 năm 2024 với sự tham gia của 94 quần chúng ưu tú, trong đó có 89 quần chúng của 14 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, 5 quần chúng thuộc chi bộ nhà khách Tổng Liên đoàn tại Đà Lạt và chi bộ Thủy văn Thanh Bình, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên. Các quần chúng sẽ được đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt một số nội dung liên quan đến các chuyên đề về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khái quát xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản về điều lệ đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các quần chúng còn được thông tin về tình hình thời sự, những chủ trương chính sách mới và viết bài thu hoạch. Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo khối các cơ quan tỉnh cho biết, công tác phát triển đảng viên được xem là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa chiến lược nhằm trẻ hóa và đảm bảo đội ngũ đảng viên kế cận đủ năng lực, trình độ, có đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định người được kết nạp vào đảng phải có giấy chứng nhận hoặc bồi dưỡng nhận thức về đảng, nắm vững các nội dung về lý luận, quan điểm, đường lối, mục tiêu lý tưởng của đảng, từ đó xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn, tích cực, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.